Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hào Yến Hoàng chúng tôi trở lại với tất cả quý khán thính giả. Và hôm qua Chủ nhật lại xảy ra thêm một tai nạn máy bay ở Iran nữa. Cách đó một tuần chúng ta cũng nghe nói đến vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Nga. Và kết quả cuộc điều tra ở Nga thì cho thấy rằng lỗi lầm của phi công riêng với tai nạn này mới tức thì xảy ra vào hôm qua. Đây là bản đồ nơi xảy ra tai nạn, thưa quý vị, trong cái khoảng ở Yasut Seminom, nằm ở phía nam của thủ đô Tehran của Iran. 65 người thiệt mạng, và đây là chiếc máy bay loại nhỏ, hai động cơ nhỏ, ATR-72, thuộc hãng hàng không nội địa của Iran là Aseman Iran. Cuộc điều tra đang được tiến hành, và trên máy bay có tất cả là 65 người, bao gồm 6 thành viên của phi hành đoàn, chuyến bay là EP-3704. Hiện nay cuộc điều tra đang tìm kiếm hai chiếc hộp đen, và họ nói rằng loại máy bay này chỉ được được sửa chữa cách đây có một tháng thôi à. Và trước đó chiếc máy bay này đã bị ngăn không cho bay suốt 7 năm trời. Thế nhưng không biết vì lý do nào, có thể là thiếu hụt máy bay hay là vì chưa mua được máy bay mới, cho nên hãng hàng không Iran vẫn tiếp tục mang chiếc máy bay này ra sử dụng. Sau 7 năm trời cho nó ngừng bay, mang ra kiểm tra lại sơ sài xong cho bay tiếp. Và khi cất cánh lên thì gặp nạn. Hiện nay thì họ nói rằng là chính quyền đã tìm ra một số những mảnh thi thể, đồng thời là một số các mảnh vụn của chiếc máy bay này theo hình ảnh từ trên mạng được đưa đến. Người thân như quý vị đang nhìn thấy đang chờ đợi ở các tòa lãnh sự, rồi đồng thời là các cơ sở thông tin của chính phủ Iran, nhất là hãng hàng không Aseman của Iran. Họ đang tìm kiếm xem vì lý do nào, và chắc chắn là sẽ có những cái chỉ trích liên quan đến cái hồ sơ bảo trì máy bay hiện nay. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó có một báo cáo vừa mới đưa ra cho thấy là miền nam của California có thêm 3 thành phố lớn đã góp mặt vào danh sách cùng với 22 thành phố lớn ở khắp Hoa Kỳ có cái số lượng mà người đi thuê nhà gia tăng rất là mạnh trong vòng vài năm trở lại đây, nhiều hơn số người sở hữu nhà. Thì báo cáo này dựa theo cái dữ liệu từ cơ quan điều tra dân số của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 10 năm từ 2006 cho đến 2016 cho thấy là chỉ trong vòng 10 năm qua, cái số người mua được nhà chỉ tăng thêm có 700.000 người, nhưng mà số người đi thuê nhà lại tăng lên đến 23 triệu người. Thì theo đó, thành phố Anaheim là thành phố lớn thứ 43 trong số 100 thành phố lớn của Hoa Kỳ. Vào năm 2016, Anaheim có tổng cộng là 200.424 người đi thuê nhà, tức tương đương với 46% dân số của thành phố toàn là người đi thuê. Xin lỗi quý vị, tăng từ 46% lên đến 57.9%, nghĩa là 57.9% của dân số Anaheim toàn là người đi thuê nhà. Và Santa Ana với 186.433 người, tăng từ 26% rất là thấp năm 2006 lên đến 56.6% dân số hiện nay toàn là người đi thuê. Và San Bernardino tăng lên đến 54%. Và bên cạnh đó, những cái thành phố ở miền Nam Cali mà có số lượng người đi thuê nhà cao nhất đó là thành phố Los Angeles
60.8% dân số ở đây toàn là người đi thuê nhà, và Los Angeles đứng thứ 8 trong danh sách 100 thành phố lớn ở Hoa Kỳ có người đi thuê nhiều nhất. Kế đến là Long Beach, thưa quý vị, 61.4% dân số là người đi thuê, Riverside 45.3% và Irvine 49.7% dân số toàn là người đi thuê nhà. Ngày hôm nay, bản tin liên quan đến việc mà ông Robert Mueller đang tiếp tục điều tra liệu rằng Nga và Ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump có thông đồng với nhau hay không. Và trước đó có nhiều người chỉ trích nói rằng là trên trang mạng Facebook, Nga hoặc là kể cả những cái cơ cấu khác bên nước ngoài Hoa Kỳ đã đưa lên trên mạng Facebook, và kể cả những người sống ở Mỹ nữa gửi lên những cái tin nhắn gọi là bậy bạ hoặc là fake news, thưa quý vị. Thì những cái tin đồn thổi này đó đã xuất hiện đầy rẫy hết, và trong thời gian qua Mark Zuckerberg đã đưa ra các nỗ lực nhằm kiềm chế được những cái thông tin bậy bạ xuất hiện ở trên mạng. Nhưng mà đặc biệt đó là ngày hôm nay Facebook cho biết trong tương lai bất cứ một cái cơ sở quảng cáo nào mà muốn quảng cáo trên trang mạng Facebook đó là phải chứng minh địa chỉ ở Hoa Kỳ này. Nhất là những cái quảng bá về vấn đề chính trị, về vấn đề tranh cử bắt đầu từ năm nay 2018 trở đi. Bởi vì trước đó các nhà giám sát và cơ quan điều tra đó, khi họ hỏi đến Facebook đó, thì Facebook nói rằng chúng tôi lúc đó nhận quảng cáo thì nhận bừa, không có kiểm tra, cho đến khi xảy ra cái vụ mà lộn xộn giữa cuộc tranh cử giữa ông Trump với bà Clinton. Đến lúc đó thì Facebook mới thấy rõ đó là trang mạng của Facebook đã bị lạm dụng quá đáng. Khoảng trên dưới đâu, họ nói rằng khoảng 100.000 Mỹ Kim, nhưng mà con số đó thật sự là thấp, thưa quý vị, là cái tiền quảng cáo mà phía Nga đã từng bỏ ra. Thế nhưng lúc mà họ bỏ ra tiền quảng cáo đó thì họ không nói họ đến từ Nga mà đến từ một cái công ty nào đó, thí dụ như ở Mỹ này. Thế thì bây giờ làm thế nào trong cái gọi là postcard verification, kiểm tra bằng thư bưu điện. Và Facebook cho biết trong năm nay họ bắt đầu khởi động cái tiến trình này, nghĩa là bất cứ ai muốn quảng cáo hoặc là những ai mà muốn vận động chính trị hay bất cứ điều gì đó cũng phải chứng minh cho Facebook biết cái địa chỉ. Chỉ cần địa chỉ thôi để mà họ biết được những người nào là những người đứng ra nếu có các cuộc điều tra của chính phủ Hoa Kỳ. Ngay cả địa chỉ đó ở Nga, nhưng mà cái mục tiêu của việc quảng bá là gì? Ít nhất họ có trong tay địa chỉ và người đứng ra để mua quảng cáo. Nếu cần thiết thì có thể cung cấp cho cơ quan điều tra được. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó cảnh sát tại Atlanta của Georgia đang truy lùng một tài xế Uber sau khi mà người này đã bắn chết một người đàn ông. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị bản tin này sau phần quảng cáo của đài. Rất cảm ơn quý vị.